Thiên Thu 50 chưa gọi rằng già, lớn tuổi xuân sách những mà nghĩ suy. 60 là tuổi dậy thì, 70 chập chững bước đi vào đời, 80 là tuổi ăn chơi, 90 ngẫm nghĩ sự đời thế nào. 100 anh vẫy tay chào, thôi anh ở lại em vào Thiên Thu. Bài thơ của cựu giáo sư trường Đống Đa Quy Nhơn, thầy Đức và Nguyễn Thị Bảy đã hiệu chỉnh. Và Nguyễn Thị Bảy là học trò của thầy Đức dạy môn toán, mô Phật